xin chào mọi người đến với kênh Gia đình Kim Yến nha. Thì Yến mới đi làm về nha các bạn. Giờ chắc cũng cỡ hơn 3 giờ rồi. Thì hôm nay là mùng 8 tháng 3 nha các bạn. Mình cũng muốn chuẩn bị một món quà tặng cho mẹ chồng mình nha. Bởi vì nhà mẹ chồng mình thì ở gần mình hơn. Thì ngày 8 tháng 3 mình ưu tiên mình làm một cái bó hoa để tặng cho mẹ. Giờ thì mình tiến hành nha các bạn. Những cái vật dụng trong nhà mình có. Con xuống con lấy cho mẹ cái bì tâm xiên que nha. Cái lũi á. Những cái vật dụng đó thì trong nhà mình có nha các bạn. Mình tận dụng được gì mình tận dụng nha. Mình làm một cái bó hoa. Hoa tím đẹp hơn hả? Hoa vàng đẹp hơn hả? Hoa vàng đẹp hơn hả? Cái hoa đây thì mình có trong nhà sẵn đi. Mình sẽ lấy một cái hoa đây. Mình cái chính giữa thì mình làm cái hoa màu vàng thôi nha. Còn xung quanh mình sẽ làm hoa bằng tiền. Tiền đây là hôm Tết là cháu mình nó tặng cho mình nha các bạn. Tiền đô á. Tiền đô đó. Đấy. Tiền đây mới nè các bạn, mới cứng luôn. Rồi bữa Tết là cháu mình lì xì mình để dành nè. Bây giờ thì mình lấy ra mình làm cái hoa mình tặng nha. Tiền đô a mua được gì vậy? Tiền đô đủ tiền Việt mới mua được chứ. Đây phải qua Mỹ xài được. Mình cũng có ít tiền. Cái đây là tờ 10.000 nha các bạn, cũng mới luôn nha. Tiền mới không ạ. Bây giờ mình sẽ làm một cái bó hoa. Cái chữ giá nó thấp nha các bạn, nhưng mà kệ nó nha. Tấm lòng là chủ yếu thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành nha. Con biết làm không? Con cắt bên kia cho mẹ nha. Cái đây mình mua của mấy kem nhỏ xíu á, thì mình làm nó nhanh nha các bạn. Nhưng mà nhà mình này có cái bàn keo bự này. Nên mình tận dụng đây nha các bạn. Không đi mua nữa nha, tốn tiền. Giờ con cắt bằng keo cho mẹ nhỏ 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 nha. Dạ. Đây. Chờ chút. Con cắt chút xíu nha. Nhỏ nhỏ vậy nha. Từ từ đây, con mẹ làm. Đây là lần đầu tiên mình làm cái hoa đây nha các bạn, nên cũng không biết có thành công hay không nha. Cái lụi đây là trong nhà mình có này, mình mua để mình nướng thịt cho con ăn nha. Đây mình chia ra bông hoa bằng tiền á. Đây mình để cho nó giữa vậy. Mình dán lại. Dán một cái chắc nó cũng chắc ăn. Mình thấy quấn như cái phễu vậy đó các bạn. Quấn lên dài cũng được. Còn không thì quấn hai cái đây vô cũng được. Mình coi thử cách này nhanh hơn. Có hai cách nha các bạn. Mình thấy thì hình như có một cách hình như thế này nha. Còn một cách thì nắm hai cái đầu đây thì đưa vào trong như thế này. Mình dán lại. Mình coi cánh này thì đẹp hơn. Cách này cũng được nha các bạn. Giờ mình làm như cái cách như đây thế này nha. Nắm hai cái đây đưa vô trong nha các bạn. Rồi đi vô nhà bà ngoại á, về tặng cho bà ngoại đồ, về cái gì bự bự gì đồ ăn á. Cái đó là tất niên. Giờ tặng cho ông bà nội thì đây là bóng đá hả? Mình làm nhiều cái nó mới thành bóng hoa thôi. Bà ngoại là 26 tháng 3 là sinh nhật bà ngoại nha các bạn. Nên là mình để 26 tháng 3 là mình lên nhà ngoại nha. Còn bà nội thì bây giờ ở gần á, mình cũng chưa có dịp. Ngày 8 tháng 3 thì mình tặng cho bà nội nha. Bà ngoại thì cũng gần là 26 tháng 3 là sinh nhật bà ngoại. Nên là 26 mình lên nhà ngoại luôn. Mình tặng ngoại luôn. Bà nội mẹ bao nhiêu tuổi sinh nhật bà nội ở đâu?
Dễm nha, dễm này bạn. Cho em chứ. Con làm được không? Sợ con làm được. Con nghĩ là chân được. Được không? Được thì con làm đi. Cho con xin nó ở bên giữa này nha. À, con dán đúng rồi, để ở giữa. Con dán lại, lấy miếng nhỏ nhỏ đi. Rồi, nhớ. Rồi con cái dán này con để ra cho mẹ làm cho chứ con làm không được. Lọc làm này các bạn. Nếu mà mình chuẩn bị được cái hoa bi á các bạn, hoa bi bi á để mình bỏ vô trong làm nhị thì đẹp nha. Nhưng mình mới đi làm xe về các bạn. Đi 40 cây số về mệt quá. Mồ hôi một cây đổ luôn nè. Con dán cho nó đúng chính giữa nha. Anh đừng có làm lệch bên nha. Tay em 1000. 1000 con sợ giác. Đây là bí mật chồng mình cũng không biết nha các bạn. Ông chồng mình ông đi làm mà không có ở nhà. Chị đây là miếng bánh kem bự nhất để con cắt nha. Các bạn ơi, đây là cái cục xốp cắm hoa nha mình nha các bạn. Mình cũng cắm rồi á. Vừa mình tận dụng mình cắt cái cục xốp ra nha. Nó cũng có hơi lủng lỗ mà không quan trọng nha. Các bạn ở đây mình bọc lại nha. Đây nha các bạn, mình cho một cái hoa màu vàng vô chính giữa nha. Mẹ con thấy nước gì nè. Cái cục xốp á mẹ mình nhúng vô nước á. Tiếp theo mình cho cái hoa tiền vô đây nha các bạn. Cho cái tiền thì nó thấp nó xuống đây. Cho cắm nhé. Mẹ con biết cắm không? Hoa tiền thì nó thấp xuống đây chút xíu nha các bạn. Ở đây lần đầu tiên mình làm mình không biết là nó có đẹp hay không. Nhưng mà kể như các bạn mình làm đại nha. Thì thường thì kết hoa thì mình kết lại cho nó tròn lại đẹp nha các bạn. Nghe tiếng nhẹ ẹ quá nè. Cái hàng số 1 là 6 cái hoa nha các bạn. 6 cái cánh nha. Cái hàng thứ nhất nha các bạn, nó thấp hơn cái hoa này một xíu nha. Là được 6 cánh nha các bạn. Cái hàng thứ hai mình cố gắng mình làm cỡ 12 cánh nha các bạn. Sao 1 cho 3 số không? Đây là cái cánh này nha các bạn, mình đưa vô cái chỗ đây nha các bạn. Cái hàng thứ hai thì mình cắm nó sâu xuống một xíu nha các bạn. Nó sâu, nó thấp hơn cái hàng thứ nhất một chút nha. Quan trọng là tình cảm. Đúng rồi, quan trọng là tình cảm. Ê, còn dưới 10.000 nè. Đây các bạn, mình lần đầu tiên mình làm nhưng mà cũng dễ nha các bạn, cũng thành công thì mình cắm một lần chứ không có rút ra rút vô luôn á các bạn. Dạ, giống bánh hoa thì nha. À, cái hàng thứ nhất đó là 1000, tiếp theo là 10.000. 6 cánh hoa nha các bạn. Cái hàng thứ hai là 12 cánh hoa nha. Các bạn mà làm thêm thì làm thêm ra nha các bạn. Nhưng mình điều kiện mình có nhiêu đây thôi. Giờ mình làm hoa nhỏ nhỏ ở đây thôi nha các bạn. 12 và 12. Rồi bây giờ mình sẽ gói lại nha. Mẹ còn cái này sao? Các bạn thấy dài được không? Cái bó của mình nhỏ thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gói ở ngoài nha các bạn. Cái đây là hồi xưa mình mua mình hay
trang trí cách hoa cách trái rồi đó. Mình mua đây lâu rồi để nhà những này hồng bông hoa nè, hồng bông hoa mình lấy cái đây mình gắn lại ngoài nha, có bị nhiều đó. Cái đây là mình có sẵn ở trong nhà nha các bạn, mình gấp lại một trắng nha. Gấp cho nó không có đều nhau như thế này. Gấp thấy xuống này như thế này. Đây nha các bạn. Nếu gói thì đại chỉ biết rồi. Nhưng mà quan trọng đẹp là được. Nửa bóng hay nửa bóng nữa. Cái đây mình gấp xuống. Cái máy tường này. Hai cái tường. Tìm một ngàn và tìm một ngàn đánh nhau. Bài được rồi. Đập mẹ đập mẹ đập vỗ mười mười mười. Cái này thì thật hai bạn đập ít kìa. Đây các bạn. Đây lần đầu tiên mẹ làm cái bó hoa bằng tiền. À, hoa tiền nó mới một đêm hình như 1 năm 2 năm đây thôi. Mẹ mẹ. Hoa tiền cái gì? Mẹ muốn mẹ mừng bông hoa bằng giá vệ sinh nha mẹ. Ờ mẹ. Nhưng mà vẫn còn cái cục xốp kia gò ra thì sao mẹ? Đâu? Xốp dưới á. Ở dưới đang nhịp dê lại đó. Dưới đây hết rồi. Ờ nha các bạn, mình cũng quấn lại như thế này thôi nha. Wow. Các bạn thấy được à? Bị ẩm hết. Mình đi vậy. À, như thế này đơn giản nha các bạn. Rất là dễ. Đâu cái đó ra một chút. Mình nghĩ cái đây ai cũng làm được các bạn ơi. Cái đây lần đầu tiên mình làm nhưng mà mình thấy như vậy là cũng thành công các bạn. Cũng được. Ok nha các bạn. Nhìn nó tròn nó xuống nha các bạn, rồi ra một lớp hai lớp ba lớp nha, ba lớp cánh hoa của cái ra giờ cũng được các bạn. Có cái bên kia nhỏ là nó dễ hơn, mình có mình làm đây nha. Trong nhà mà có gì tận dụng đó. Ờ mẹ, vậy ước cô gái gì kia ở dưới? Giấy. Cái gì đó. Còn gì nữa à, em tưởng hết được chứ. Ủa là, nhìn cái giấy như vậy nhưng mà có thể đi xuyên thấu. Đâu? Để em xem. Đúng rồi nè, nhìn xuyên áo được nè. Hắn chạm lại đi. Vậy đẹp. Anh đang nhìn thật là dễ gớm. Như thế này nha các bạn, nó không ra cái hoa nha các bạn. Anh đang nhìn thật là dễ gớm. Cũng ok á các bạn. Bây giờ cái dưới đây mình chơi dài nha. Đó. Rất là. Cái nào vô địch sẽ đáp với người nghề. Nhưng mà cái nào sẽ đáp được. Hai ơi cái nào hạng này nghề đi. 10 ngàn thì đắt lại 1 ngàn. Cho phu. Đơn giản nha thôi nha các bạn. Mai này này con. Ha ha. Hít sọ sọ. Cuối thứ họ còn. Cái tên 10 ngàn. Nhưng mà mấy cái tên 1 ngàn nữa. Nhưng mà đắt ra là chỉ thấy gì bị đắt thôi. Không, không đắt. Cái nào học, cái nào không dư bằng cái đó. Cái đó nhìn giá hơn là có thể như xin hóa. Đẹp không? Đẹp. Wow. Ok wow. Nha các bạn. Đây, ở dưới đây thêm một lớp này nha các bạn. Rồi. Bông hoa này bận tiền uống không mẹ? Dạ. Bông hoa nào ra như vậy? Cột riết lại nha các bạn. Giờ mình nắm cái cánh ở trong trước nha, nắm ở trong đây đây nha các bạn. Mình xoắn vào đây nha. Xoắn vào đây nha các bạn. Cánh vào đây. Cánh vào đây.
sáng lại. Tiếp theo. Mà được cái ho như thế này nha các bạn. Mình làm đại nha. Ok, xong bó hoa rồi nha các bạn. Các bạn ơi, mình mua được 2 kg rau mực khổng lồ nha các bạn. Cái bây giờ là 1 kg nè, 1 kg là được mấy rau cơ? 5 rau nha các bạn. 1 kg được 5 rau. Cái gì là em biết được mấy rau nè? 2, 4, 6. Cái bì đây được 6 rau mà cái bì này 5 rau nha các bạn. Cái bì này to không? Đây các bạn. 2, 4 cái rau loại nhỏ nè. 6 ký đây được 6 rau nha các bạn. Ký đây rau khổng lồ hơn. 1, 2, 4. Cái bì đây 1 kg được 5 rau nha các bạn. Cái bì nãy được 6 rau. Mình rửa 2 tép củ gừng nha các bạn. Tép nhỏ đây mình dẻ nước mắm nha. Còn cái tép này mình bỏ vô trong cái con mực mình hấp nha các bạn. Đây nha các bạn, rau mực mình đã rửa sẵn sàng rồi. Bạn, gừng mình xắt nhỏ ra, xắt sợi vậy nha. Bỏ vào đây. Trong thời gian chờ đợi mình làm nước mắm gừng nha các bạn. Mình cho ít gừng vào chén này. 3 quả ớt nha các bạn. Mình cho 1 muỗng đường. 1 muỗng ngọt nha các bạn. Mình dẻ nha. Mình cho vào đây ít nước mắm nha các bạn. Nặng chanh vào nha, nửa quả chanh thôi. Mình cho vào đây 2 muỗng nước sôi nha các bạn. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Gia đình Kim Yến. Hôm nay gia đình nhà mình ăn rau mực khổng lồ nha các bạn. Cái rau mực đây là nó to lắm mà mình nấu nó teo lại còn chút xíu à. Trong đây là 2 kg nha các bạn. 1 kg thì cỡ 5 đến 6 rau nha. Hôm nay là mùng 8 tháng 3 mình cũng chiêu đãi mẹ chồng của mình nha. Cái món rau mực cho mẹ ăn thử. Hồi giờ mẹ ăn món đó chưa? Chưa hả? Giờ mẹ ăn thử nha. Cái món này hồi xưa nó cũng ít bán nha các bạn. Nên là mẹ mình cái lớp tuổi lớn cũng chưa có được ăn nha. Bây giờ nó mới thịnh hành á. Mình mua cho mẹ mình ăn thử nha. Bốc khói luôn. Mới hấp lên nó rất là nóng nha các bạn. Bây giờ con mời mẹ nha. Bây giờ trước khi ăn nha các bạn thì mình cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng mẹ để cho mẹ vui lòng á. Mẹ ăn cho được nhiều hơn chút nữa nha. Chứ nữa là món quà ấy sẽ đặc biệt. Mình đứng nha các bạn, nhưng mà video nó sẽ không quay được á, do không có người quay nha. Thì mình cũng xin phép mình ngồi. Ở đây là bó hoa tặng tay con với Hữu Lộc làm để tặng mẹ nhân ngày 8 tháng 3. Mẹ chúc mẹ luôn là vui vẻ. Mẹ cảm ơn con và mấy cháu. Ngày 8 tháng 3 thì cũng có gì chúc mẹ với mẹ thì cũng vui vẻ nhận. Mẹ cảm ơn. Bây giờ là mình mời mẹ ăn cùng nha các bạn. Ăn bắp nha các bạn. Đây mình cắn ăn cho nó ngon. Trời ơi nóng. Em nóng coi thử. Nóng mà. Không cầm cái đuôi đó không. Chơi gì dài như vậy thôi. Để im vậy ăn luôn cho nó đã. Trải nghiệm ăn thử. Mẹ ăn thử. Tại nước mắm gừng còn bên kia là muối. Muối chanh nha các bạn. Muối chanh là có sữa nữa. Muối chấm hải sản nha các bạn. Cái từ dạng mù đi mà.
Ngồi đó con cầm ăn nghe được không? Được, được. Cái đây nước mắm gừng này các bạn nha, mình chấm này ăn thử ngon nha. Con chấm muối. Đây, mình mời mọi người nha. Ngon. Dai. Dai giòn thật thật ạ. Nóng không? Bánh được không? Mình đang cắt đường, đừng lấy kéo nha. Rồi mình chấm miếng muối thử nha các bạn. Muối hải sản, muối muối chấm hải sản ngon. Em chấm muối ngon hơn nhỉ? Muối ngon hơn. Dạ. Đó là ý kiến cá nhân thôi. Da mình giòn các bạn. Ngon. Ngon cái tưởng. Ngon ngon. Kéo muối cái hàm đi. Em mắm gừng, mẹ chấm mắm gừng thử ngon. Dạ, cắt cái đầu nè anh mẹ. Đầu nhỏ hả? Dạ, đầu nhỏ. Anh đầu nhỏ hả? Dài quá. Đầu lớn dài rồi em được hả? Ừ, dài. Đầu lớn em mới đẻ nhá. Em giúp em rất hạnh. Thầy lớn mới vừa đó mẹ. Ngon các bạn. Đây mình ăn bạch thôi nha. Nhiều ăn cơm thêm. Mấy cục này với mấy cái muỗng. Đủ đàn đưa anh đấy. Gì ta nó uống vậy? Đi con ăn ghế con mực mà nó to vậy. Dạ, cắt cho con nữa. Con ăn đầu nhỏ nhỏ thôi. À, ăn đầu nhỏ chứ. Cho to nha. Dạ, Lộc rồi đòi ăn cái đầu nhỏ nhỏ nha các bạn. Đầu to quá Lộc cắn ra. Nó dai á. Dai. Mình cho cái trắng đi. Thôi đừng đừng nhát cho mày nhiều đã. Mình xếp thêm anh. Không, ăn như đó được rồi. Thôi đừng xếp. Mình chấm muối nha các bạn. Wow. Rau rồi nãy sống là bự nửa tay rồi. Đòn chín nó teo lại. Teo lại. Teo lại nên chắc thịt nên thấy mình chắc. Con sợ đi lâu quá nó teo quá. Bắt bếp con chạy lên chở mẹ. Có bà thơm ngồi gần không đi được cái luôn. Rồi nó hơi chậm ngọt về thử học chút xíu vàng. Nó bị con quá mà chạy xuống nhà khỏi rồi. Cái món này là mình ăn nó nắm ngon nha các bạn. Nên là mình tranh thủ mình bắt con bếp cái là mình chạy lên mình chở mẹ chồng mình xuống nhà mẹ chồng mình nữa rồi. Cái rau hơi khổng lồ luôn các bạn. Luộc chín mà rất là to. Mình chấm muối nha. Wow. Muối này các bạn đẹp lắm. Dạ cái cục đó nó giòn lên. Ừ. Trắng. Đẹp quá các bạn. Cay quá. Cảm ơn người. Giòn. Con tặng mẹ. Đang mùng 8 tháng 3 các đường tặng quà cho mẹ nha các bạn. Ngày 8 tháng 3 vui vẻ trái tim hai gấu cho mày coi cho những gì này. Không biết nào cũng khép lại được cơ. Một cái hoa nở ra đó. Cái từ là rất thiếu tay nha các bạn. Ở nhà hay thách xếp rồi cái từ thiếu tay. Gấp giái. Cái gì cái mũ này cái gì hôm nay nè. Wow, ở trong có tiền nữa nha các bạn. Đâu. Tiền cho mẹ. Tiền mẹ. Con nghèo quá không có tiền. Bệnh giá là chắc cũng được à. 10 ưu nữa nha các bạn. Cảm ơn con nha. Dạ. Ngày 8 tháng 3 con tặng miếu quà này.
cũng ghét gái. Cảm ơn gái nhé. À, các bạn nhớ ý làm mà có chữ 8 tháng 3 nổi lên nha các bạn. Cái đây là mình kêu nè. Mình mở nó thử nhé. Dạ, mở nó thử. Wow. Mừng ngày 8 tháng 3. Cái đây là cái bánh kem. Đây là nụ hồng. Còn cái đây là cái gì vậy? Con gì giống một hình dữ vậy? Đây là con thỏ. 8 tháng 3. Cũng là một cái ý tưởng tuyệt vời nha các bạn. Hay nấp đại lại. À, các bạn thấy video mình hay thì nhớ nhấn like và share nha. Nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ kênh Gia Đình Kim Yến nha. Còn bây giờ thì xin bye. Chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Chúc các bạn ngày 8 tháng 3 vui vẻ nha. Yeah.